Hello mọi người, video này mình dùng TeamViewer là cái dùng mà hay dùng để mà vào computer ở xa đó, ở tất cả các nước, bất cứ nước nào trên thế giới miễn sao họ có internet mình rồi mình có thể vào, mình chỉ cái này chỉ cái kia cho họ. Thì cái công dụng của nó rất là hữu dụng. Ví dụ như là nếu mà mình không chỉ computer cho ai thì mình cũng làm những công việc, ví dụ như là ở công ty mà có một cái computer ở nhà mình cũng có, thì mình nếu mà mình cần một cái gì trong công ty, hoặc là công ty mà cứ để on để computer lúc nào cũng, cũng mở thì rất là dễ có thêm viewer, thì nhà mình có quên gì thì mình vào mình lấy rất là dễ dàng. Cái thứ hai nữa là mình có một cái computer ở đằng sau cái nhà phía sau chẳng hạn, rồi nhà phía trước mà mình đang mình download cái gì dở dang, rồi mình phải chạy xuống dưới mình làm ở dưới, thì mình mở TeamViewer lên rồi mình chỉnh, thì mình ngó vô, mình ngồi dưới mình làm, mình ngó vô thì mình thấy nó download xong rồi mình biết là nó xong, nó khá là, nhưng mà nó rất là tiện cho tất cả những ai làm việc. Ví dụ như là có nhiều khách hàng họ muốn nhưng mà họ xa, thay vì chạy xe đến thì mình chỉ cần nói họ là đánh vào chữ www team viewer không, thì vào đó mình chỉ cho họ nói họ download, nhấn vào download thì nó ra một cái cửa sổ như vậy. Mình muốn save file. Ok. Khi mà vào download thì mình thấy rồi không? TeamViewer setup thì chúng vào đây 2 lần chạy đó. Thì nếu mà mình dùng thường xuyên, họ dù khách hàng tại không dùng thường xuyên chuyên thì họ họ chỉ cần chọn cái run only ha, mình run only rồi personal ha, accept run. Ok, đợi một chút thì nó lên chọn yes đó. Bây giờ nó ra cái ID này, ID của máy này, password. Thì cái password này á, mình mỗi lần mà mình mở lên chọn run kiểu này á thì nó sẽ đổi password mới, cho nên nó không chắc ăn. Thì bây giờ mình ví dụ đây là mình download xong mình chạy vào máy kia, một máy khác. Ok, thì trước nhất mình lấy cái ID của máy đó, trong trường hợp này ví dụ này ấy, thì ID là 693917340 đó. Thì nhấn chọn remote control thì cũng đúng rồi, nhấn connect to partner ha.
nó đang connect, mình bỏ số password vô thì cái số này cũng là cái số mà nó sẽ thay đổi. Nếu mà mình chỉ chọn run, mình không cần setup, nhấn log on đó thì mình ngồi bên đây, mình có thể là coi rõ ràng chi tiết cái máy computer bên kia đó là như vậy. Thì mình có cái nút này mình có thể đóng nó lại thì nó thấy rõ ràng, là mình cũng có thể đóng lại mình thấy rõ ràng đó. Thì mình ngồi bên đây mình chỉnh máy bên kia vẫn vẫn như là một cái máy trước mặt mình đó. Rồi đại khái như là vào xong thì mình có thể là chọn gửi file cho họ ha, nhấn file transfer đó. Thì mai chọn cái file nào đó và chọn qua desktop bên đây, mình gửi qua desktop bên kia là họ nhận được, hoặc là lấy từ bên đây qua bên kia. Ok, bây giờ lấy từ bên đây qua bên kia, mình chọn một cái này đi ha, như vậy thì nhấn receive đó, mình đóng lại hoặc là gửi thì cũng nhấn đó, nhấn gửi, nhấn send thì nó gửi ngược lại. Ok, đóng lại thì trong, đóng lại thì trong desktop, bây giờ trong desktop này nó có một cái file shortcut nữa. Đây, cái file này mình gửi file này thì nó chạy qua đây, mình không cần phải biết mọi người. Ok, đó là một. Rồi thứ hai mình cũng có thể là tắt ha, cho máy bên kia nó tắt thì máy ở xa nó tự khởi động lại ha. Thì khi mà nó khởi động lại xong á thì nó sẽ gửi cho một cái nhắn tin, nhắn cho mình nói hỏi mình có muốn vào máy đó không, hoặc là mình cũng có thể là khóa khóa cái máy đó. Mình hay dùng cái file transfer này, còn cái chat, video, voice over call, conference call, nói chung là những cái này mình có thể chat với người dưới đó nếu mà mình muốn thôi. Mà cái quan trọng nữa là hiện tại bây giờ mình thấy là ví dụ như là bên đây nó hình không có chất lượng hay nó mờ mờ thì mình chọn quality, optimize quality đó, chọn cái này. Thế này là nếu mà mình muốn về chất lượng, mình muốn hình đẹp đó. Nó còn lên, nếu mà mình không không muốn nó hình nó đẹp thì nó chậm. Bây giờ mình muốn quality này, optimize auto select thì nó giảm chất lượng đi. Rồi còn cái về về cái mình chỉ muốn coi một cái màn hình nhỏ thôi đó, thì mình chọn select single window, rồi cái nó ra cái dấu cộng mình chọn đây đó. Đó, bây giờ nó chỉ thấy một cái window thôi. Tất cả những cái xung quanh nó mình nó bỏ đi, nó chỉ chọn một cái window thôi. Còn về extra này á thì mình không có dùng tới. Còn cái chi tiết những cái in rồi thâu đủ thứ.
và đại khái là căn bản là như vậy. Thì control delete ở bên đó chứ không phải bên đây nhé. Show black screen có nghĩa là mình cho đen cái màn hình ở bên đó đi, đen thui. Cho màn hình đen đen thui nhấn F vậy đi, nhấn vậy là ok. Nếu mà muốn học thêm gì thì cứ vào www.joanbi.com tk thì chọn vào video thì sẽ thấy. Ok, thank you, bye.